nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí phát triển đô thị văn minh hiện đại, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, khớp nối hạ tầng nông thôn với đô thị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, tạo thêm động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững của một đô thị loại 1 đang trên đà đổi mới, hội nhập và vươn ra biển lớn. Thành phố Thanh Hóa hôm nay hội tụ đầy đủ các yếu tố là đô thị hiện đại, văn minh, trung tâm chính trị, kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của tỉnh. Nằm cách thủ đô Hà Nội 150 km về phía nam, thành phố Thanh Hóa là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có diện tích và dân số lớn nhất toàn quốc, gồm 17 xã và 20 phường. Nơi đây có lợi thế là đầu mối kết nối nhiều tuyến giao thông quốc gia, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, thuận lợi cho giao lưu trong nước và quốc tế. Tháng 7 năm 2012, thực hiện nghị quyết số 05 của Chính phủ, 17 xã thuộc 4 huyện Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương được sáp nhập về thành phố Thanh Hóa. Cũng bắt đầu từ đây, việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới được xác định trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, như bình quân đạt 6,87 tiêu chí một xã, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 58,1% tổng số hộ nghèo toàn thành phố, thu nhập bình quân đầu người của các xã xây dựng nông thôn mới bằng 65% trung bình toàn thành phố, hệ thống hạ tầng còn nhiều lạc hậu. Những khó khăn đó không gây trở ngại mà trở thành động lực để cấp ủy chính quyền thành phố, các xã quyết tâm nỗ lực vận dụng các cơ chế chính sách của nhà nước, sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện có hiệu quả chương trình. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ thành phố đến cơ sở, ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực chủ động của nhân dân trong thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn. Thành phố Thanh Hóa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu kết hợp xây dựng nông thôn mới với từng bước đô thị hóa các xã ngoại thành, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án xây dựng các xã nông thôn mới với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đủ tiêu chí lên phường, tránh lãng phí trong đầu tư. Nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu gắn với sắp xếp tổ chức lại các khu chức năng cấp xã, hình thành các khu dân cư nông thôn theo hướng đô thị. Thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng dưới nhiều hình thức. Qua đó, giúp cán bộ nhân dân nhận thức đúng, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, tự nguyện tự giác chung tay xây dựng nông thôn mới. Sau 8 năm triển khai và thực hiện cái chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thục Khánh, thì nhìn chung là được cái sự quan tâm lãnh đạo của thành phố rất là sát sao, được cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa bàn xã Thục Khánh, đặc biệt là người dân, là những người mà người ta được hưởng thụ cái thành quả của xây dựng nông thôn mới, cho nên là ngoài công tác chỉ đạo điều hành rồi thì công tác tuyên truyền để cho người dân người ta hiểu được cái việc xây dựng nông thôn mới là cái lợi ích của cái xây dựng nông thôn mới là thế nào, mà chúng tôi đã triển khai rất là đầy đủ đến người dân. Và người dân người ta biết, ta bàn, ta làm, người ta kiểm tra, và người dân người ta được hưởng thụ cái thành quả của cái xây dựng nông thôn mới. Cho nên là người dân người ta rất là phấn khởi trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay thì xã Thục Khánh chúng tôi đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thành công chung với thành phố Thanh Hóa. Qua 8 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là 4.073 tỷ đồng. Trong đó, người dân tham gia đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở vườn tạp là 2.557 tỷ đồng.
Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn thành phố đã được đầu tư đồng bộ theo quy mô lên phường và ngày càng hoàn thiện. Giao thông thủy lợi đáp ứng yêu cầu đi lại thuận tiện và thuận lợi cho sản xuất. Hệ thống điện, trường, trạm, nhà văn hóa các xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ngay từ khi được tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, thì người dân chúng tôi đồng lòng góp sức bằng tất cả những gì chúng tôi có để góp phần trong thành quả ngày hôm nay. Chúng tôi rất là phấn khởi và hãnh diện khi thành phố Thanh Hóa hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới. Giờ đây chúng tôi đi ra đường thì trong làng đến ngõ xóm đều rất là khang trang, sạch sẽ. Đời sống người dân thì được nâng cao rất là nhiều, kể cả về tinh thần lẫn vật chất. Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, thành phố đã tập trung các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, ưu tiên đẩy mạnh phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, các loại hình dịch vụ chất lượng cao, thu hút đầu tư các loại hình dịch vụ đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Chế biến, sản xuất sạch, xây dựng các khu công nghiệp để kêu gọi thu hút đầu tư và sản xuất hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, cánh đồng mẫu lớn. Trên địa bàn thành phố nói chung, các xã xây dựng nông thôn mới nói riêng đã khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế của từng vùng, địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn thành phố thời kỳ 2012-2019 đạt 14,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của thành phố ước đạt 95 triệu đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2012. Riêng thu nhập bình quân đầu người của 17 xã xây dựng nông thôn mới đạt 43,6 triệu đồng một năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2012, cao hơn 1,2 lần so với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh Thanh Hóa. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019 là 0,58% so với 9,17% của năm 2012. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động luôn được thành phố quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Đến tháng 6 năm 2019, toàn thành phố có 5.873 doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Chất lượng giáo dục thành phố luôn nằm trong top đầu của toàn tỉnh, đạt được nhiều giải thưởng cao trong các đợt thi quốc gia và quốc tế. Thành phố luôn được đánh giá là một trong những đơn vị có cơ sở vật chất trường học các cấp đồng bộ và khang trang nhất trong tỉnh. Giai đoạn 2012-2019, thành phố đã chủ động chỉ đạo các xã và trường học tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia cho 91 công trình, với tổng mức đầu tư là 554,623 tỷ đồng. Đến nay, toàn thành phố có 109 trong tổng số 149 trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với mạng lưới y tế tuyến tỉnh, thành phố, tuyến phường, xã ngày càng được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, công tác y tế dự phòng được tăng cường, không để dịch bệnh bùng phát. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoạt động hiệu quả. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của tầng lớp nhân dân về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đến nay, tất cả các xã đã được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 100% các thôn thực hiện tốt hương ước, quy ước. Công tác bảo tồn di sản và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm đẩy mạnh. Trên địa bàn thành phố hiện có 94 di tích lịch sử văn hóa, gồm 21 di tích cấp quốc gia và 73 di tích cấp tỉnh. Thời gian qua, thành phố đã trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp 27 di tích với tổng kinh phí gần 96 tỷ đồng. Ban hành và triển khai đề án khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị trò chơi, trò diễn dân gian trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020.
xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện bởi tính động, tính bền vững không cao trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tăng cường chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, thành phố quyết liệt trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình quốc phòng, an ninh luôn được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì ổn định. Trong quá trình triển khai chỉ đạo cái chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới thì thành phố Thanh Hóa đã ưu tiên tập trung các cái nguồn lực để đầu tư các cái công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho các cái xã. Trong đấy thì có cái quan tâm chỉ đạo đầu tư các cái công trình giao thông của các cái tuyến đường giao thông trung tâm của các xã, các cái tuyến đường giao thông kết nối giữa các xã với các phường của thành phố Thanh Hóa, các cái tuyến đường và giao thông nội đồng, đặc biệt là các cái công trình hạ tầng xã hội như là công sở, trường học, trung tâm y tế, rồi các cái công trình phúc lợi công cộng cho các cái xã. Và thành phố cũng có cái chủ trương huy động các cái nguồn lực xã hội hóa thông qua cái hình thức là vận động nhân dân hiến đất để làm các công trình giao thông nông thôn, rồi chỉ đạo các cái phong trào về văn hóa, văn nghệ, thể thao cho các xã, rồi là chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường luôn được giữ được thường xuyên liên tục, vận động nhân dân tham gia trồng các cái thảm hoa, thảm cỏ, cây xanh để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo không khí vui tươi phấn khởi sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Và năm 2020 thì thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo và triển khai cái đề án đưa 10 xã trên 14 xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới lên phường, phấn đấu thành phố đạt cái tỷ lệ đô thị hóa là 95%. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và rất quan trọng cùng với các nhiệm vụ chính trị khác để thiết thực lập các thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới. Người dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền. Từ đó, chủ động tích cực tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, vừa làm giàu cho gia đình, vừa đóng góp xây dựng phát triển kinh tế địa phương, góp phần đưa thành phố Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vượt qua nhiều khó khăn với những cách làm hay, sáng tạo, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu kế hoạch đề ra, tạo điểm nhấn trong quá trình phát triển, đưa thành phố 215 năm tuổi trở thành một đô thị sầm uất, khang trang, văn minh, hiện đại và hướng tới đô thị xanh, thông minh. Chuẩn nông thôn mới đã hoàn thành. Việc tiếp tục xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại để phù hợp với quá trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại vừa là nhiệm vụ quan trọng mà thành phố đặt ra, vừa là trách nhiệm tự thân để phát triển của các xã trong thành phố. Cơ hội mới, thách thức mới, thời cơ mới. Thành phố Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng hội nhập, đổi mới để chinh phục những thành công và vươn lên tầm cao mới.